Mẹ làm cái gì thế? Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao Nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế? Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao Nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế? Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu lạ nhỉ ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong có làm sao đâu Đấy, trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao mẹ làm cái gì thế đây là phòng riêng của tụi nó mình vào không được đâu lạ nhỉ ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong có làm sao đâu Đấy, trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao mẹ làm cái gì thế đây là phòng riêng của tụi nó mình vào không được đâu lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy Trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế Đây là phòng riêng của tụi nó Mình vào không được đâu Lạ nhỉ Ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong Có làm sao đâu Đấy trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao mẹ làm cái gì thế đây là phòng riêng của tụi nó mình vào không được đâu lạ nhỉ ngày nào tôi trở vào gọi thằng phong có làm sao đâu Đấy. trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao mẹ làm cái gì thế đây là phòng riêng của tụi nó mình vào không được đâu Lạ nhỉ, ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong, có làm sao đâu Này, trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao Mẹ làm cái gì thế, đây là phòng riêng của tụi nó, mình vào không được đâu Lạ nhỉ, ngày nào tôi trở vào gọi thằng Phong, có làm sao đâu Này, trước thì không sao nhưng bây giờ là có sao